Alo, xin chào toàn thể anh em nha. Quý xin chào toàn thể anh em. Bây giờ bận biểu nhiều việc đi lung tung hết, không có lên clip mới cho anh em hâm mộ theo dõi. Hôm nay quý tranh thủ giới thiệu đến anh em một con máy sạc hàng Nhật Bản, Nhật Bản nha. Con này của nó là hàng top, top chắc. Con sạc thì top. Con này là nó sử dụng nguồn điện vào 100V nha mấy anh. Mà sử dụng cái đầu ra của nó là nó ra được hai đầu 12 và 24. Thì nếu như mà anh em mà xài mà có ga ga ô tô đó, nhà anh em mà xài ô tô nhiều xe đó, thì chúng ta dùng một cục sạc này chúng ta có thể sạc được xe 11 bình hoặc 2 bình luôn. Đấy, những cái xe tải nặng xài 2 bình chúng ta vẫn sạc được, đó là bật qua chế độ 24V. Đấy. Rồi 1 bình thì bật qua chế độ 12V. Đây là cái cầu giao tắt mở của cái nguồn điện ga. Đây là quý đang tắt nha. Thì đây là cái công tắc tắt mở của cái máy, của cái máy sạc. Bật cái này lên là nguồn điện ra vô bình sẽ có. Còn đây là cái cầu chì, cái cầu chì để mà nó bảo vệ cái dòng điện khi mà có chập cái gì đó, anh em sơ ý kẹp lộn cọc lộn bình gì đó thì nó sẽ tắt cái cầu chì. Thì khi mà mất điện anh em nhớ kiểm tra cầu chì đây nha. Cái cầu chì này thì cầu chì 15A. Thì nếu như trường hợp hư anh em xách cái mẫu này ra tiệm điện, anh em mua cái cầu chì 15A khác thay vào là xong ha. Còn đây là cái ampe kế thì nó chỉ cho mình sạc. Ở đây là cái nút điều chỉnh tắt mở, tắt mở của cái máy sạc, đồng thời cũng là cái nút tăng giảm cường độ sạc luôn. Ở đây là cái mức gọi là sạc yếu, sạc riu. Có nghĩa là chúng ta nếu như không gấp á, thì chúng ta sẽ bật cái chế độ này là nó sạc riu riu. Ở cái chế độ sạc nhẹ là chế độ này thì cái bình chúng ta sẽ bền nhất, tại vì nó không có nạp mạnh là chúng ta cái bình sẽ không có sôi nhiều, nó sẽ hạn chế được tình trạng nóng lắc. Còn nếu như mà anh em sạc gấp á, anh em bật qua chế độ giữa là sạc mạnh hơn chế độ này. Và đây là cái cấp độ cuối cùng, đây là cái cấp độ mạnh nhất luôn. Cấp độ này là sạc mạnh nhất, sạc nhanh nhất, trường hợp cho chúng ta gấp nhất. Còn nếu có thời gian để chế độ này anh em ha. Nếu như anh em quên thì có thể dùng Google dịch để xem nó nói gì. Nhưng mà cứ nhớ thì theo chiều kim đồng hồ càng tăng càng mạnh, ngược chiều kim đồng hồ càng giảm và tắt luôn. Về cái vỏ bề ngoài thì nó không được đẹp tại do hàng bãi mà. Nhưng mà được cái là cái sạc này thì quý cam kết với anh em là nó rất là bền, bởi vì nó là cái dòng sạc cơ. Nó sử dụng transformer. Nó là dòng sạc cơ thôi. Phía sau của cái sạc ha, chúng ta sau khi sạc xong xuôi chúng ta có thể quấn dây vào đây anh em ơi. Đấy, rất là gọn gàng. Đấy. Phía sau cái mặt hậu thì nó đẹp hơn cái mặt tiền, do cái mặt tiền xài nhiều quá anh em ha. Quý đang lu bu mấy anh em đang thanh lý cái hàng cũ bữa giờ ra hỏi quý cũng hơi lưu bu. Rồi bây giờ quý sẽ chỉ có một cái bình này thôi. Đúng ra quý có chiếc xe năng sẽ thử cho anh em 24V. Nhưng mà bây giờ quý chỉ có được cái bình 12V, cái dạng bình của xe máy. Đấy, quý kẹp sẵn rồi ha. Bây giờ quý sẽ bật cái sạc lên cho anh em xem nha. Rồi. Đây là cái đèn báo nguồn điện đã có. Và quý sẽ bật cái cầu giao điện. Đây là cấp độ thấp nhất thì nó đang sạc cường độ là 5A nha cả nhà, 5A. Và chúng ta mạnh hơn xíu, chúng ta muốn sạc nhanh hơn, chúng ta bật lên một nấc thì chúng ta thấy là đồng hồ báo lên 6A. Và khi lên một nấc nữa thì đồng hồ lên 7A. Và maximum của nó là 20A. Thì trường hợp là chúng ta sử dụng cái bình lớn thì nó sẽ ngậm cái dòng ampe lớn, còn đây thì cái bình nhỏ cho nên là maximum của cái bình này nó chỉ nhận được có 7A thôi. Nếu như nạp nhiều quá là cái bình nó sẽ có hiện tượng nóng lên, đấy là hư bình.
Rồi con này thì như là sạc lì châu bò và sạc nhanh đó, bền bỉ đó. Rồi khi bà trước khi bật qua 24 thì quý sẽ mở cái kẹp ra ha. Bật qua chế độ 24 thì cái bình này có 12, quý không thể kẹp được thì quý chẹt chẹt cho anh em xem thôi nha. Tất cả còn hoạt động rất là tốt. Bề ngoài rất xấu nha, hơi xấu, được cái ampe kế còn hoạt động tốt và đẹp. Không sạc nữa thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Tắt cái đầu ga. Xong rồi tắt tổng thể luôn. Nguyên zin luôn nha anh em. Cái dây âm thì nó hơi ngắn. Còn cái dây dương thì nó dài hơn một nửa. Cái dây đó nó cục xuống sao móc nó bao đầu ngày à. Rồi anh em có muốn mua con máy này để phục vụ cho công việc của mình thì liên hệ quý số điện thoại 0988 577 662 nha anh em. Anh em gọi trực tiếp cũng được, còn nếu anh em nào ngại cứ việc nhắn tin quý trả lời ok thì quý gửi số tài khoản, anh em chuyển tiền cho quý rồi cho lại địa chỉ, quý sẽ ship hàng đến nơi cho anh em. Con máy này quý sẽ bán cho anh em là giá 1.3 triệu. 1.3 triệu bao ship nha anh em. Giá 1.3 triệu. Sạc được 2 bình cùng một lúc và một bình. Một bình cũng được, 2 bình cũng được ha. 24 12. Tất cả còn hoạt động bình thường. Rồi xin chào tạm biệt và cảm ơn em đã xem.